Xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Art Rock, kênh chuyên lên những dự án crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop của dự án Chihuahua Token ạ. Rồi, tham gia sự kiện Airdrop này mọi người sẽ nhận được 10.000 token Chihuahua, tương đương giá trị nó khoảng $50 ạ. Dành cho mỗi người tham gia hợp lệ ạ. Rồi sau đó 10 người giới thiệu hàng đầu sẽ 10 người tiền rep sẽ top 10 người tiền rep sẽ nhận thêm một sẽ ăn chia $2,762 ạ. Đáp ứng các kẻ đủ điều kiện nhận thưởng ạ. Rồi để tiến hành là nhiệm vụ của dự án này, để tiến hành làm sự kiện Airdrop của dự án này, đầu tiên mọi người phải đăng ký một tài khoản Vsolet của mình ạ. Rồi đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ này, đầu tiên mọi người tham gia cộng đồng Discord của dự án ạ. Mọi người chờ mình tí ạ. Rồi tiếp theo mọi người quay trở lại firm ạ. Mọi người tiến hành follow Twitter ạ. Rồi sau đó mọi người gắn review bài post của dự án và gắn thẻ bạn bè. Rồi mọi người tìm kiếm bài post của dự án này, mọi người like, sau đó mọi người chích review thôi. Về gắn thẻ bạn bè của mình ạ. Tiếp theo mọi người nhận thêm 10.000 token nếu vào mua Chihuahua NFT tại. Rồi hiện tại sự kiện Airdrop này đang diễn ra free sale ạ, nên mọi người có thể coi nét phí của mình mua thêm token ạ nếu mọi người cần ạ. Rồi mình sẽ nghiên cứu sau ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành nhập form cho mình ạ. Đầu tiên là mọi người tiến hành nhập địa chỉ email của mình ạ. Rồi tiếp theo mọi người tiến hành gửi profile link Twitter của mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành copy link mình để review bài post của dự án về gắn thẻ bay bằng bè. Rồi sau đó mọi người gửi username Discord của mình để lấy mọi người để mình lại lại lên ạ. Rồi mọi người copy username Discord của mình ạ. Rồi mọi người trả về ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ với select của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví sponsor mà. Rồi sau đó mọi người gửi tên người dùng giới thiệu mình để đưa mình đến dự án này ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành giải bài cáp tre ạ, 95 ạ. Rồi rồi phần này mọi người nhập cho mình tấn. Rồi sau đó phần này thì mọi người nhập cho mình để ủng hộ mình ạ. Nhập tên này để ủng hộ mình ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Sau đó mọi người nhấn click và gửi cho mình ạ.
Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và share để ủng hộ. Cảm ơn ạ.